pháp nhân là gì là một tổ chức một chủ thể pháp luật có tư cách pháp lý độc lập có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế chính trị xã hội theo quy định của pháp luật đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân cá nhân nếu một tổ chức có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định ví dụ về pháp nhân các cơ quan nhà nước như đảng cộng sản việt nam ủy ban nhân dân các cấp tòa án các trường đại học là những tổ chức có tư cách pháp nhân